Theo các tin tức từ Tây Ban Nha, sao trẻ Garnacho nằm trong số những cầu thủ MU không hài lòng với tình hình ở Old Trafford và đang tính đường ra đi. Garnacho được cho đã chán ngấy Erik ten Hag nên đã tự tiến cử mình cho Barca. Bản thân cầu thủ này được cho bức xúc bởi ngoài việc thường xuyên không được đá chính, anh chẳng thể hiểu nổi vì sao ông thầy người Hà Lan luôn thay anh ra. Sao trẻ tuyển Argentina tin bản thân có thể cống hiến cho MU nhiều hơn nếu được thi đấu nhiều hơn. Garnacho cũng cho rằng câu lạc bộ không làm những điều mà họ đã hứa hẹn lúc anh ký hợp đồng mới. Một trong những điều đó là cam kết của lãnh đạo MU, Garnacho sẽ cùng đội chiến đấu cho các danh hiệu và chơi ở cúp C1 hàng năm. Thực tế, mùa này MU chật vật từ đầu mùa và không có suất dự cúp C1 mà phải chơi ở Europa League. MU có khởi đầu tệ nhất Premier League 35 năm qua, với chỉ 2 chiến thắng, 2 hòa và có đến 3 thất bại, hiện xếp thứ 14 của giải đấu. Đội của Erik ten Hag cũng chỉ ghi được 5 bàn, ít thứ nhì trong số 20 đội tại ngoại hạng Anh mùa này. Trong lịch sử của mình, với cùng số trận đầu mùa đã chơi, chưa bao giờ quỷ đỏ khan hiếm bàn thắng đến vậy. Dù chịu nhiều áp lực bị sa thải nhưng các thông tin từ Anh cho hay, Erik ten Hag tạm thời vẫn giữ được ghế. Tuy nhiên, tình hình có thể khác đi nếu phong độ MU vẫn không được cải thiện trong những ngày tới. Người ta cho rằng, Sir Jim Ratcliffe chưa mạnh tay với Erik ten Hag bởi nằm ở chuyện tiền với khoản đền bù lên tới 17,5 triệu bảng nếu MU thay tướng vào lúc này. Sao trẻ Garnacho của MU được cho là không hài lòng với tình hình ở Old Trafford và đang tính đường ra đi sau khi thường xuyên không được đá chính. Anh đã tự tiến cử mình cho Barcelona và chỉ trích Erik ten Hag vì không giữ lời hứa về việc cho anh thi đấu nhiều hơn và giành danh hiệu. MU đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất trong 35 năm qua và đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Dù Erik ten Hag đang chịu áp lực bị sa thải, nhưng Sir Jim Ratcliffe vẫn chưa mạnh tay vì lo ngại khoản đền bù lên tới 17,5 triệu bảng.